Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Auto Life, xe và đời sống. Và tôi là Mr. To. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái kiến thức, một vài hiểu biết của mình về động cơ xe ô tô. Trong cái thời điểm này, chúng ta có thời gian để cùng tìm hiểu những kiến thức bổ ích. Thế thì xe, động cơ xe ô tô là trái tim của một chiếc xe. Và hiện nay nếu mà nói về động cơ thì chúng ta có thể chia ra làm 3 loại, là động cơ xăng, động cơ dầu, gọi chung là động cơ đốt trong, và thứ ba là động cơ điện. Động cơ điện thì đang là xu hướng hiện nay, và sự kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện sẽ trở thành động cơ hybrid, xe sử dụng truyền động hybrid. Rồi, thế thì trong nội dung ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về động cơ đốt trong, và cụ thể hơn là một vài cái kiến thức cơ bản về động cơ xăng của xe ô tô. Rồi, các bạn cùng theo dõi nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn nút like cũng như đăng ký subscribe kênh và để lại bình luận của các bạn ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Vâng, thưa các bạn, và nội dung đầu tiên tôi muốn gửi đến các bạn đó chính là cách chúng ta phân biệt vị trí đặt động cơ của xe ô tô. Thế trên xe ô tô có những vị trí nào có thể đặt động cơ? Đầu tiên đó là như hầu hết các xe mà các bạn thấy, động cơ đặt ở phía trước, và phía sau nó có thể là cốp để đồ, để hành lý đó. Đây, như tất cả những xe hiện nay các bạn thấy đây là động cơ đặt ở phía trước. Tuy nhiên cũng có những loại xe mà động cơ của nó đặt ở giữa và động cơ đặt sau, thì chúng ta có những loại xe thể thao có động cơ đặt ở phía sau, hoặc là những chiếc xe bus, những chiếc xe khách mà các bạn thấy đó, rất là dễ quan sát hơn, đó là cái động cơ diesel của nó đặt ngay phía sau xe, sau cùng của xe. Rồi chúng ta có 3 vị trí có thể đặt động cơ: phía trước, ở giữa hoặc phía sau. Và kết hợp với các cái dạng dẫn động, chúng ta có gì? Ví dụ động cơ đặt đằng trước thì có thể dẫn động cầu trước, cũng có thể là dẫn động cầu sau, và có thể dẫn động hai cầu đó. Động cơ đặt sau thì thông thường sẽ là dẫn động cầu sau, hoặc là dẫn động hai cầu, chứ tôi chưa thấy có động cơ nào đặt đằng sau mà dẫn động cầu trước cả. Và tương tự như thế, động cơ đặt giữa thì thường sẽ là dẫn động cầu sau, hoặc là một số ít trường hợp dẫn động hai cầu. Rồi, từ cái kết hợp đó cho chúng ta đa dạng về cách phân loại xe ô tô theo dạng dẫn động cũng như là cách động cơ. Rồi chúng ta đi chi tiết hơn về cách đặt động cơ. Ở đây chúng ta thấy chiếc xe Toyota Vios này động cơ đặt ở phía trước và xe này chuyển động cầu trước. Như vậy chúng ta thấy động cơ của nó đặt ngang. Đó, động cơ đặt theo chiều ngang như thế này. Cái máy của nó đặt ngang như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chiếc xe Rush để xem có gì khác biệt. Rồi, ở đây các bạn nhìn vào đây ha. Các bạn có thấy rằng chiếc xe Toyota Rush này là chiếc xe có động cơ đặt đằng trước nhưng truyền động cầu sau, hai bánh sau chủ động. Như vậy chúng ta thấy khối động cơ của nó lại đặt dọc theo chiều này, không phải là chiều ngang như chiếc Vios. Và đây là một cách đơn giản để chúng ta có thể phân biệt được là xe này truyền động cầu trước hay cầu sau. Đó là một cái đặc điểm trong cái cách để chúng ta bố trí động cơ. Vì sao lại như vậy? Tại vì đơn giản là cái cách đặt như vậy nó thuận lợi hơn cho việc chúng ta bố trí hệ thống truyền động. Động cơ đặt như thế này, sau đó nối tiếp với liên hợp với hộp số trục cắt đăng và đi ra cầu sau. Còn động cơ đặt trước và truyền động cầu trước thì đặt ngang, nó sẽ thuận tiện hơn trong quá trình chế tạo thôi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xem một vài trường hợp khác ha. Đây các bạn, chiếc xe Corolla Tiếp này là xe truyền động cầu trước, và chúng ta thấy rằng khóa động cơ của nó cũng đặt ngang ha, đặt ngang. Và đối với xe Toyota Innova thì sao? Toyota Innova là một chiếc xe động cơ đặt trước và truyền động cầu sau. Như vậy có thể đoán được rằng động cơ của chiếc xe Innova này sẽ là đặt dọc. Chúng ta cần cùng kiểm tra xem. Vâng, thưa các bạn, đúng như vậy, chiếc xe Toyota Innova này có động cơ đặt dọc.
Ok. Ok, nội dung thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là số lượng xi lanh trên một động cơ. Thưa các bạn, trên xe ô tô, động cơ xe ô tô thì sẽ có những động cơ với số lượng xi lanh là bắt đầu thông thường là sẽ là 3 xi lanh ha. 3 xi lanh 4, 3, 4, 5, 6, 8 xi lanh, 10 xi lanh và 12 xi lanh. Và cao nhất hiện nay như trên chiếc xe Bugatti, những chiếc xe Bugatti là tới VW16, có nghĩa là 16 xi lanh. Chúng ta thông thường loại mà chúng ta thông thường thấy nhất đó chính là loại 4 xi lanh với cách bố trí là hàng ngang, thì ký hiệu của nó sẽ là Y4 như chiếc xe này đây các bạn thấy nè. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát ha. Đây là một động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, hay còn gọi là Y4. Đây. Một cái mô bin thắng lửa này, 1 2 3 4 và bố trí theo dạng hàng ngang. Như vậy chúng ta thấy rằng cái loại động cơ phổ biến nhất là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng Y4, còn 3 xi lanh, 5 xi lanh thì sẽ ít hơn. Rồi, tiếp theo về cái cách bố trí xi lanh thì sẽ có cách thẳng hàng như là động cơ này. Ngoài ra chúng ta có những ký hiệu khác như là bố trí hình chữ V thì với động cơ V6 và hoặc là V8, V10, V12. Vậy tại sao những động cơ nhiều xi lanh hơn lại như là 8 xi lanh người ta không bố trí thẳng hàng mà người ta lại phải sắp xếp thành hình chữ V? Đó là lý do khi 8 xi lanh thì nếu chúng ta bố trí thẳng hàng nó sẽ trở nên quá lớn ha, trở nên quá dài và kích thước nó lớn thì sẽ khó để đặt trọn nó vào trong một cái khoang động cơ. Cũng như là về nguyên tắc chế tạo, những cái động cơ với nhiều xi lanh mà bạn chế tạo nó dài quá thì nó sẽ rất khó chế tạo, bởi vì những cái trục cam nè nó sẽ trở nên dài và nó sẽ bị nó sẽ chịu lực kém. Cũng như là trục khuỷu cũng vậy, những chi tiết trở nên nó quá dài và khó chế tạo. Đó là lý do chúng ta cần phải thiết kế động cơ đặt hình chữ V. Và một cái điểm nữa đó là đối với động cơ V thì nó sẽ thu gọn cái kích thước lại để chúng ta nhìn cái động cơ nó gọn gàng hơn, dễ bố trí động cơ hơn. Đó là lý do có động cơ V8, V10, V12. Rồi, một loại tiếp theo trong cách bố trí động cơ đó chính là cách bố trí đối đỉnh, hay còn gọi là động cơ boxer đó các bạn. Động cơ ký hiệu là hình chữ H đó. Thì chúng ta sẽ có động cơ đối đỉnh, thì hai cái hãng xe mà hiện nay đang sử dụng động cơ đối đỉnh nhiều nhất đó chính là hãng Subaru của Nhật Bản và Porsche của Đức. Câu trả lời đặt ra là tại sao chúng ta lại muốn chế tạo một động cơ đối đỉnh? Ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của động cơ Porsche, động cơ đối đỉnh đó chính là việc hạ thấp trọng tâm. Như các bạn thấy động cơ chữ Y như thế này thì nó sẽ có cái chiều cao lớn và dẫn đến là trọng tâm của động cơ sẽ nằm trên cao. Tuy nhiên đối với động cơ đối đỉnh thì các bạn bố trí các xi lanh nằm ngang, bỗng dưng cái trọng tâm của động cơ nó hạ xuống thấp. Khi trọng tâm của động cơ hạ xuống thấp giúp cho chiếc xe cân bằng tốt hơn và vào cua tốt hơn, mang lại cảm giác lái thể thao hơn. Đó là lý do chúng ta tạo nên động cơ đối đỉnh. Như vậy nhược điểm của động cơ Porsche là gì? Đó chính nó có hai nhược điểm. Thứ nhất, động cơ Porsche sẽ tốn nhiều chi tiết và khó chế tạo hơn. Thay vì chúng ta có một cụm phân phối khí thì động cơ Porsche lại phải tốn tới hai cụm phân phối khí. Cái nhược điểm thứ hai nữa là khi các bạn đặt động cơ, đặt xi lanh và piston nằm ngang, khi các bạn đặt piston nằm ngang thì luôn luôn nó sẽ có chịu một cái lực tác động lên piston, cho dù cái piston đó có nhẹ đến cỡ nào đi chăng nữa, nó luôn chịu tác động của trọng lực kéo nó xuống phía dưới. Vì vậy khi piston chuyển động ngang như thế này nó luôn bị đè xuống phía dưới và nó dẫn đến là nó mòn không đều, cái bạc nó mòn không đều mà dẫn đến cái động cơ nó sẽ kém bền hơn so với việc chúng ta để động cơ nằm đứng như thế này. Đó là hai nhược điểm của động cơ Porsche. Đó lý do tại sao mà nó không có nhiều hãng xe sử dụng động cơ Porsche thưa các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có 3 loại bố trí động cơ chính, đó là bố trí thẳng hàng, ký hiệu là Y, bố trí hình chữ V và bố trí hình chữ H, đó là động cơ Porsche. Ngoài ra nếu mà như động cơ VW16 của Bugatti như tôi nói ở trên, nó chính thực chất là hai động cơ V8 ghép lại thành động cơ VW16.
Vâng, thưa các bạn, và cái nội dung cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ trong clip ngày hôm nay đó chính là về dung tích động cơ. Đây là động cơ của một chiếc xe Corolla Tiết, và chúng ta thông thường nghe thấy nó là động cơ 1.8 lít. Thế thì dung tích của động cơ là gì? Dung tích của động cơ chính là dung tích, tổng dung tích làm việc của 4 xi lanh. Ở đây là một chiếc xe với 4 xi lanh. Đó. Đây. Chúng ta thấy rằng đây là một động cơ với 4 xi lanh ha, 1 2 3 4, 4 đường ống nạp. 4 xi lanh và dung tích động cơ này là 1.8 lít. Như vậy mỗi xi lanh nó sẽ có dung tích là bằng 1.8 chia 4. Đó là hơn là khoảng 400 mấy chục cc đó. Và dung tích động cơ thì thường đo bằng đơn vị, thông thường các bạn hay thấy đó là đơn vị bằng lít. Chúng ta sẽ có thể thấy động cơ 1 lít, 1.2 lít, hay động cơ 1.5, động cơ 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.5, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, vân vân. Hiểu một cách đơn giản thì động cơ với dung tích càng lớn sẽ cho mức công suất càng lớn, cho khả năng công suất và mô men xoắn càng lớn. Hiện nay thì với những cái quy định về thuế đánh vào dung tích động cơ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì xu hướng các hãng sản xuất xe sẽ giảm dung tích động cơ xuống, và để đảm bảo được mức công suất lớn mà động cơ dung tích nhỏ thì người ta sử dụng các công nghệ khác như là động cơ, như là công nghệ turbo tăng áp. Các bạn thấy đấy, những hãng xe hiện nay cho công suất sử dụng động cơ rất là nhỏ, 2.0, 1.6, thậm chí 1.2, nhưng mà vẫn cho cái công suất lớn. Đặc biệt như động cơ xe đua thì có thể là với dung tích 1.6 lít thôi có thể cho công suất lên đến 380 mã lực với công nghệ turbo tăng áp. Rồi, đó là dung tích của động cơ. Vâng, thưa các bạn, như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn một vài kiến thức rất cơ bản về động cơ của xe ô tô. Và trong những clip sau tôi sẽ có thể chia sẻ với các bạn thêm nhiều kiến thức hơn nữa về động cơ xe ô tô. Ví dụ như là những công nghệ trên động cơ chẳng hạn, ví dụ công nghệ Dual VVTi sẽ là gì. Thì trong những clip sau tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip này của Autoline Xe và Đời Sống. Và hãy một lần nữa, để ủng hộ tôi, các bạn hãy subscribe kênh cũng như là để lại bình luận ở bên dưới các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Chào tạm biệt.